Xin chào các bạn nhỏ, chào mừng các bạn đến với Học Văn Chị Hiên. Chị rất vui khi được đồng hành cùng các bạn học sinh lớp 2 trong chương trình môn tiếng Việt, bộ sách Cánh Diều. Và ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng tìm hiểu một bài đọc trong chủ đề số 4, Em yêu bạn bè. Bài đọc được mang tên Phần thưởng. Chúng mình sẽ khám phá bài học này theo 4 phần sau đây. Phần 1, đọc. Phần 2, đọc hiểu. Phần 3, luyện tập. Và cuối cùng là phần 4, củng cố và dặn dò. Nhắc đến hai tiếng phần thưởng thì chắc hẳn các bạn ở đây ai ai cũng thích đúng không? Mỗi một phần thưởng là một món quà nhỏ động viên chúng ta. Vậy nên nó có ý nghĩa vô cùng to lớn. Và với bạn Na trong câu chuyện phần thưởng cũng vậy. Ngay bây giờ, chúng mình sẽ cùng nhau đọc bài phần thưởng để xem Na đã nhận được món quà gì và cảm xúc của bạn ấy ra sao nha. Đầu tiên chính là phần 1, đọc. Mỗi một bài đọc thì đều có một cách đọc riêng cần lưu ý. Và bài phần thưởng cũng như vậy. Các bạn hãy đọc thật to, rõ ràng, giọng đọc thì nhẹ nhàng và truyền cảm nhé. Còn bây giờ, các bạn hãy nhìn lên màn hình hoặc theo dõi trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 2, bộ sách Cánh Diều, lắng nghe và đọc cùng chị. Na là một cô bé tốt bụng. Ở lớp, ai cũng mến em. Em gọt bút chì giúp bạn Lan. Em cho bạn Minh ngửa cục tẩy. Nhiều lần, em làm trực nhật giúp các bạn bị mệt. Na chỉ buồn vì em học chưa giỏi. Cuối năm học, cả lớp bàn tán về điểm thi và phần thưởng. Riêng Na chỉ lặng yên nghe các bạn. Em biết mình chưa giỏi môn nào. Một buổi sáng, vào giờ ra chơi, các bạn trong lớp túm tụm bàn bạc điều gì đó có vẻ bí mật lắm. Rồi các bạn kéo nhau đến gặp cô giáo. Cô giáo cho rằng sáng kiến của các bạn rất hay. Ngày tổng kết năm học, từng học sinh giỏi bước lên bục nhận phần thưởng. Cha mẹ các em cũng hồi hộp. Bất ngờ, cô giáo nói: "Bây giờ, cô sẽ trao phần thưởng đặc biệt. Đây là phần thưởng cả lớp đề nghị tặng bạn Na. Na học chưa giỏi, nhưng em có tấm lòng thật đáng quý." Na không hiểu mình có nghe nhầm không, đỏ bừng mặt. Cô bé đứng dậy bước lên bục, tiếng vỗ tay vang dậy. Mẹ của Na lặng lẽ chấm khăn lên đôi mắt đỏ hoe. Phỏng theo Platon, Lương Hùng dịch. Các bạn thấy bài tập đọc phần thưởng có hay không nhỉ? Hãy nhớ nghe lại và luyện đọc thật nhiều lần nhé! Sau khi đã đọc bài một cách thành thạo, thì chúng mình sẽ cùng đến với phần 2, đọc hiểu. Chúng mình bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Na là một học sinh như thế nào? Với câu hỏi này, các bạn hãy xem lại đoạn văn đầu tiên và có thể trả lời như sau. Na tốt bụng, luôn giúp đỡ bạn bè, nên ở lớp bạn nào cũng quý Na. Tuy nhiên, Na lại học chưa giỏi. Tiếp đến là câu hỏi thứ hai với nội dung như sau. Theo em, điều bí mật được các bạn của Na bàn bạc là gì? Đây là một câu hỏi vô cùng đơn giản đúng không nào? Theo em, điều bí mật được các bạn của Na bàn bạc đó là tìm cách để tặng cho Na một phần thưởng thật xứng đáng với sự tốt bụng của bạn ấy. Vậy còn câu hỏi thứ ba là gì nhỉ? Câu hỏi thứ ba, em có nghĩ rằng Na xứng đáng được phần thưởng không và vì sao? Dựa vào những việc làm của Na, các bạn có thể trả lời theo suy nghĩ của bản thân mình. Còn với chị thì chị nghĩ rằng Na xứng đáng nhận được phần thưởng vì Na là một cô bé tốt bụng và luôn giúp đỡ bạn bè. Còn sau đây là câu hỏi cuối cùng. Khi Na được phần thưởng, ý A, mọi người vui mừng thế nào? Ý B, mẹ của Na đã vui mừng ra sao? Câu trả lời cho câu hỏi này đã được tác giả nhắc đến rất rõ ràng ở đoạn văn cuối cùng. Do đó, chúng ta có thể trả lời như sau. Đối với ý A, khi Na được phần thưởng, cô giáo và các bạn vui mừng, tiếng vỗ tay vang dậy. Ý B, khi Na được phần thưởng, mẹ của Na lặng lẽ khóc,
và chấm khăn lên đôi mắt đỏ hoe. Vậy là chúng mình đã vừa hoàn thành xong phần đọc hiểu. Để giúp các bạn rèn luyện thêm về khả năng giao tiếp, thì chúng mình tiếp tục đến với phần thứ 3 mang tên luyện tập nhé. Bài đầu tiên yêu cầu, nếu em là Na, em sẽ nói gì để cảm ơn cô giáo và các bạn? Hãy tưởng tượng mình là Na và suy nghĩ trả lời theo gợi ý, lời cảm ơn cộng cảm xúc của mình nhé. Nếu là Na, em sẽ nói, em cảm ơn cô và các bạn. Em rất vui và xúc động khi nhận được món quà đặc biệt này. Tiếp đến là bài tập số 2. Nếu em là một học sinh trong lớp, em sẽ nói gì để đáp lại lời của Na? Tương tự như bài tập trên, các bạn hãy suy nghĩ rồi tự trả lời theo mẫu câu, lời chúc mừng cộng với cảm xúc của mình. Các bạn có thể tham khảo gợi ý sau đây của chị. Nếu là một học sinh trong lớp, em sẽ nói với Na rằng, chúc mừng Na, cậu rất xứng đáng nhận được món quà này. Cuối cùng, chúng mình sẽ cùng nhau đến với phần củng cố và dặn dò. Sau khi tìm hiểu xong bài đọc, chị muốn nhắn nhủ đến các bạn một vài điều như sau. Hãy luôn là một học sinh ngoan ngoãn, nghe lời thầy cô, bố mẹ và luôn luôn giúp đỡ bạn bè. Hãy dành tặng cho bạn bè những lời khen hay món quà nhỏ để giúp họ vui vẻ hơn. Về nhà, các bạn cũng đừng quên tập trả lời lại các câu hỏi và chuẩn bị cho bài học tiếp theo một cách kỹ càng nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn!